Okay, thì cơ bản thằng bạn mình nó nói Ayaka nó chưa top 1% cho nên lỡ quăng cho mình nó kêu mày chấp đi, mày chấp cho nó. Đây thì chỉ số thằng Ayaka của bạn mình thì nó khá là ổn rồi nhưng mà nó vẫn chưa hài lòng ha. 43, 206, 2000, 2001, 130 nạp với lại bộ 4 băng ha. Thì nói trước đây là những cái chỉ thứ thứ mà ảo Makanda của thằng bạn mình nè. À. Khó nâng cấp cực kỳ luôn. Nhưng mà nó tin tưởng mình. Cho nên là cũng cũng không 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 phụ lòng tin tưởng của nó chứ nhỉ. Anh thích những Ok. con người tham lam như vậy. Ok. Vì anh cũng Để thế. anh Riesly này ở đây. Để anh Riesly này ở đây để cầu may mắn hai nhân vật TBS nha, hệ hệ băng hỗ trợ nhau. Thì mọi người có thể thấy 700 thánh di vật. Đó, đẹp chưa? Vô Nhưng ha. mà trước khi vào thì anh cho anh hỏi một xíu là rồi cháp ở Fontaine ăn không? Mình sẽ thử chép vài cái, nếu không có gì ngu, nó bị ngu ngu thì mình chuyển chuyển quốc gia. Kiểu Rồi rồi có khóa như trước không? Rồi có khóa trước không? không Có không sẵn không trước không không? khóa trước, không khóa trước, Không khóa thêm trước từng đúng không? cái. Ừ, kiểu như mission abort á, thấy thấy không ổn. Mission abort, mission abort, quay về quốc gia không đi du lịch nữa đó, hiểu không mọi người? Lần đầu tiên đó, năm cái Năm nón luôn. Cái món mà mình cần xử lý là cái nón thì nó là năm nón luôn mà hệ. vấn đề là không có hoa không có gì hết, chỉ có ê đúng, tính là đúng dòng chính rồi đó, hai cái này đúng dòng chính rồi đó, nó sai dòng phụ thôi. Ê. Thử Đi đi, đi đi đi. thử không, thử không, Không thử xíu không đi, không, sao nó tấn công được? nó tấn công được mà. Cái quá Double crit trâu. Ayaka chấn mà, Ayaka chơi chơi sát thương bạo luôn. Ayaka chấn Còn không là ly tấn công. Không là ly tấn công chứ không không lần không đầu bỏ tiên sát thì thương không được bạo rồi được. ha, chúng ta thử hai lần nữa thôi, có gì. Ba nó Mẹ đều đều hơn đầu ngự đầu đầu ngự là lạ đó, hơi là lạ đó. đầu ngự rồi nó lại ra thế này. Cái gì vậy? Gì quỷ vậy, gì quỷ vậy? Ê thằng Gì bạn, quỷ vậy? bạn mình nó cũng đang build 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 Nahihi. Thử thấy cái này nó cũng bình Gì quỷ thường, ma vậy? bạn mình nó cũng build Nahihi, chúng ta thử 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 qua một xíu. Ma quỷ thì rất cao. Ôi trời, ôi trời. Ôi trời, cái gì vậy? Ôi trời. Cũng được, Cũng được, cũng đang, còn cũng đang được được, luôn. còn đang được á, còn đang được á. Rồi, 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 tiếp luôn, tiếp luôn, tiếp Biết luôn. biết 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 có cái nào nâng nhẹ nhẹ không? À không, lên từng cái Anh. đi. Gì đây? Ủa gì đây? Khoan, gì đây? Con ma, cái ma quỷ Cái bông quỷ gì đấy? lộn 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 nhân vật. Hết video. Cái chữ thảo này đổi thành chữ 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 văn được. Này là 33,4 cộng với 7 là 40 CP. 40. Còn 35 tinh thông nữa. Rồi như vậy chúng ta đã kết thúc video này với một sự thành công rất lớn dành cho Nahida. Từ để đổi đồ thử coi. Có cái nào on set không? À không, này thì lại bị cá không có on set. Nhưng mà vấn đề là à không, chúng ta còn một nhân vật khác. Đây. Này ngon hơn cái này chắc chắn luôn. 13, từ từ, 13, 11. Thì cái kia ngon hơn đúng không? 37, ừ. Nè. 76 187. Cũng nhiều nhiều tỷ lệ rồi. Cũng nhiều mà. Ở của mình không. Nhiều rồi, cho nên là Ừ, Nahida thôi thì cứ để đi, để để cân sau đi, đi, để để đi. cân sau đi. Để Ok, này sau lần mình cuối chấp nhận cùng. lại đi chứ cái gì. Nếu mà nếu Ok mà thôi. nếu mà không Cũng có thấy gì cái tâm ngon lý mọi người. nếu mà không có gì ngon cho Nahi cho Ayaka thì chúng ta sẽ chuyển chuyển nhà. Ok, năm cái lông. Để cũng được, cũng được.
cũng được nó hơi bị kỳ dòng HP, nhưng mà tạm được. Ê, đúng dòng phụ rồi đó, nãy đúng dòng chính, giờ nãy giờ toàn đời đúng dòng phụ mà sai dòng chính. Các bạn thấy chưa, nó ma chưa? Ok, chúng ta không có nón luôn. Ừ, không có nón rồi này, không có nón. Nãy giờ nó ma sao á? Ok, cái này là cộng 4, nếu mà nó không có tỷ lệ sát thương thì ok. Ê, chúng ta chuyển nhà. Abort mission. Từ. Gì? Mình thử cái đồng hồ phòng ngự không? Thôi. Trước khi mình đi, mình lên cái đồng hồ phòng ngự. Thôi. Ông lấy cộng 4 vô, cộng 4 nó ra cái gì? Thôi, nó vô cái bắt đầu ngồi về suy nghĩ. Có albedo nữa đó. Thì ừ, thì đúng là có albedo, nhưng mà nó 50 cm. Có Ito không? Không, có albedo thôi, nhưng mà ừ, có albedo mình tới luôn chứ. 50 CV thì kỳ lắm. Ok, mệt quá, chiều ông Hưng nè. Dù sao cũng anh em mà, chiều nhau hai chiều. Lên cộng 4, lên cộng 4, cộng 8 gì đó đi. 4 hả? Nè, cộng 4 nè. Phòng ngự. Ôi, con ngự luôn, hai dòng ngự luôn. Ngon. Không chơi Nevis. Này giống em không chơi Nevis. Không sao. Ơ, đó, thấy không? Đâu, tại đó là không được mà. Nghi ngờ em chứ. Ngon rồi. Nghi ngờ em chứ gì vậy? Thử lại à. Ok. Em nón cần sửa là món dễ sửa nhất là nón á. Ừ. Ôi. Cái vấn đề duy nhất là con Ayaka là cái con duy nhất, cùng trong những con duy nhất không cần cái tỷ lệ bạo. Có gì không đúng. Không cần nón tỷ lệ. Ý nó không cần nón tỷ lệ, nó lộn. Không cần nón tỷ lệ. Bây giờ thấy hơi ma đấy. Cũng được. Ê, cái đầu tiên nhưng mà cái dòng phụ. Ui. Cái dòng phụ cái này cũng được. Cái dòng phụ á tại cái này không nhờ. Ông thằng cái thử đi, bạn em được. Nó không có double crit, thằng bạn em nó chưa double crit. Nham này, công này. Sát thương nguyên tố phong này. HP này, mạnh. Rất mạnh. Mạnh à. Cũng mạnh. Mạnh ai nấy chơi ha. Đúng rồi. À, phòng ngự. Rồi, hai, ngồi. Hello darkness, my old friend. Rồi. Ừ, khúc này là hai dòng ngữ nè. Không. Hai dòng tấn công nè. Ok, cái này đi. Thì trước hả? Ồ. Bây giờ, lên từ từ à. Ồ. Ồ. Từ từ đã. Ồ, cái gì đây, từ từ. Wow. Chết. Damn. Ủa, nãy ngày gì vậy? Caroline. Teo. Rồi. Thì hình như là món đầu tiên. Ủa, rồi đó. Hôm nay là cái ngày gì vậy mọi người? Cái okay. À, từ hình như còn món lộn. vui quá quên mất chúng ta. À không, cái này lộn. Rồi thôi bỏ. Nó không tốt bằng. Ok, tính mép. Tiếc hơi tiếc. Ừ, hơi tiếc. Tiếc thiệt chứ. Đang tính làm meme lúc maxing mà chưa kịp làm hết nó lại rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? À, bê đô. Ok, được. Được, bắt đầu tươi sáng hơn rồi, đúng rồi. Vậy? Đúng là qua Ina có khác ha.
Ồ, Hay vậy. được, được, được. Cái này mình thích nè. Đó, hợp lý, hợp lý. Cái bài dòng tiếp đi ha. Cho anh hỏi chủ ạc có mối liên hệ gì với miHoYo? Chú ạc có mối liên hệ với em đúng hơn anh. Tại vì trước giờ chú ạc nhờ em. Mày có mối liên hệ gì với miHoYo? Em cũng đâu biết đâu. Nó mới lệch lần ha, thử thành xấu đi. Cái này có tính là yếu không ta? Yếu 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 hả? Yếu rồi. bảy mươi cao lắm là 73 hoặc 320 Thằng bạn em có một cái 24 mà không có tỷ lệ á. Mà nó cũng có đi ra quầy nạp thì gần cũng không gần cần, vậy. cũng không cần, nó phải là Không cần đến mức đó hả? ba hai ừ Cái lông tại vì này thì bây giờ chúng ta check lại chút xíu, trước khi chúng ta có lắp đồ này chúng ta check lại chút xíu. không, từ từ, trước 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 chúng ta đừng đừng cái À, thứ đơn hả? Đơn thứ 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 double phòng ngự này đi ha, bỏ bỏ đi cho nó bát lớp đó. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, bát lớp rồi đó. Tính ra đồ này lại ngon hơn này. Ok, thì này nè, này khúc này cắt ha. Ayaka của bạn em nó cái này, ý là cái sát thương bạo nó ngon ấy, nhưng Coi mà tổng chỉ số, à tổng coi chỉ tổng số chỉ hả? số lại Thì nó dư dư hình như nó dư từ 46 cộng cho 45 là 91 rồi. thôi thôi thế thì chúng ta không giữ ha, nhưng mà chúng ta có cái hoa thứ hai. Cái này tiềm năng này, có lẽ tôi nói quá sớm. Vâng, tôi nói quá sớm và nó min. Cần và tôi nói quá sớm luôn. Em nâng chi nữa vậy? Và nó vẫn Không, từ từ. Có thể nó vượt qua cái hoa cũ á. Nói vậy chứ có thể vượt qua cái hoa cũ. ok it's alright, nó Đó min tới chết luôn á, nó 20 mấy mà nó min nó 30 Bây luôn. giờ bây giờ không vứt cái này. Không có cái này để cho bạn nó suy nghĩ, Nhưng mà nó vẫn để cho tệ bạn nó dễ cân đồ thôi. quá. Gì á? Nó vẫn tệ quá, cho nên chúng ta tới cái này đi ha. Bây giờ cái này mới dễ sửa nè. Hết phút luôn rồi. Sửa hay không là do cái này nè. Nó mà hơn cái kia là 10, 10 tỷ lệ là bắt đầu ngon. Nhưng Tiếp tiếp mà tiếp 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 vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. But to my offense thì nó vẫn vẫn còn nâng được. Not bad, not bad. Ê! Oh. Thế được này. Hoàn thành. Ok. Vẫn ngon Ayaka. hơn, vẫn ngon hơn, Nó vẫn thiếu ngon một hơn. xíu crit rate thì phải. Thiếu một 0,3 tấn công. Thiếu 0,3 tấn công nhưng mà nó cũng thì cũng được. Cái này cho Nahida cũng vui lắm. Cho nên là để tối ưu quá là mình cần một món bốn dòng có sát thương bạo cái hoa đó. Cái hoa nãy thì anh nhìn bốn dòng còn mấy dòng còn lại không nữa không thôi. không không nó chỉ cần, thậm chí nó chỉ cần một dòng sát thương bạo là mình chơi được rồi. À, nó min. Nếu nó vô bốn dòng, nếu nó vô bốn dòng được thì mình À, có thể thì chấp nhận thôi thôi. tùy anh, tùy anh. Anh thử. Lật một cái là đi ra luôn. Là hai cái đó. Ôi cho mẹ nó min. Mà nó min nữa. Trời ơi nó min nữa chứ. Lẽ là tao còn min. Ê, cũng được, cũng được. Nhưng mà tại sao nó là tỷ lệ gì ta? Nè cái sát thương nè. Cái này nó sẽ nó này nó vừa vừa thôi, tại vì anh muốn một cái đồ bốn dòng có sát thương bạo, bốn dòng á, biết phải là biết bốn biết dòng á. thằng trị liệu có sát thương bạo nè, hợp lý không? Yếu yếu chứ đi ha. HP này bỏ này, bỏ 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 rồi cái tỷ lệ bạo thử coi. HP luôn bỏ đi, luôn bỏ luôn bỏ bỏ luôn luôn à. Ayaka cần sát thương bạo hơn tỷ lệ bạo ha, tại vì cái tỷ lệ nó có cái bộ bốn băng lo rồi. Cho nên là các bạn cho nên là các bạn này cần cần phải đẩy sát thương bạo lên.
sát thương bạo và tấn công nha. Tấn công thì hồi nãy mình cũng kiếm được một món cũng được rồi. Bốn vòng, ba vòng bỏ. Ê nói thôi kệ đi, ít nhất cũng có. Ba vòng bỏ, ba vòng không lên được đâu. Ừ rồi cái này sao? Cái này lên chắc nè đó. Ba cái gì ý kiến cái hoa bốn vòng nó lấy được luôn á. Rồi, để xíu. Ông này ba phải quá hả mọi người? Ông này ba phải quá. Ba vòng đấy tôi cũng lấy. Lần này luôn đi ha. Thì nó mấy kia thử coi nếu như thế nào. Đều giữa sát thương và tấn công thì vẫn chấp nhận được ha. Quan trọng là đừng lệch dòng khác là được. Ừ, đấy. Khoan. Trường hợp này hả ta? Ừ, nó mà vô một lần nữa là nó vượt được đó. Thử ha. Cho lên đi. Ai vượt được. Vượt chắc chắn không vượt luôn rồi. Vượt luôn rồi. Nó không vượt tấn công. Chưa tấn công thôi cho nên là giữ để cân đồ thôi, giữ để cân thôi. Ok. Đây, quên luôn. Bị liệu riết mọi người. Quen cái tay. Giữ cân đồ thôi. Ok, rồi cái này lên 4 đi. Bỏ. Đúng, em biết là bỏ mà, nhưng mà thật ra cũng không trông chờ gì có món ba dòng như thế này. Không chờ, bỏ. Ok. Cái lỡ vô all in thì đổ thừa Hưng á. Tất cả là tại Hưng đúng không mọi người? All in thì mình win thôi. Ý nói cái hồi nãy á, cái để 4 dòng nhìn cũng ngon mà. Ừ. Chứ cái 4 dòng đó là anh kêu em khóa đó chứ. Chứ không khóa là lại mất cái đó rồi. Ai thế nhỉ? Ayoshima. Ra được cái đẹp rồi đấy, nhưng mà mình muốn cái đẹp thử nâng đầu coi sao. Ê sao nhiều vậy? Sao nhiều vậy? Cứ hỏi 3 phút khóa một lần là sao? Thì để nói em nâng nó vậy mà. Nhưng mà vậy mà nó nâng của tôi không được á. Ê Ly HP. Furina. Phu. Này thì nâng được. Ừ. Nó sao ta? Bây giờ nó lên 20 thì mới có câu chuyện để nói nha. Ừ. True. Rồi tự nhiên mình lại có đồ để cân à. Ừ, thôi. Căng vậy? Để nó cân đồ đi. Tính ra là bạn có tận 3 phiên bản để bạn cân. Rất nhiều đồ cân. Lúc nào em nâng cho nó cũng có rất nhiều lựa chọn luôn. Chỉ có nâng cho Hưng là không được thôi. Thế giờ mọi người? Không, lần đó em cũng không hiểu tại sao được ấy. Tại sao không được. Wow. Ê, anh nghĩ là cái những cái đồ tỷ lệ sát thương như thế này mình đừng có nên nâng một lần em. Tại vì vấn đề hết phút rồi. Không, mình nâng giai đoạn thôi, tại mình còn cái kia á. Còn cái bình đó. Ừ, okay. Còn cái bình đó. Đấy. Ok. Ừ thì để làm lần nữa chiến thuật kiểu như là tinh chuẩn hay không á mọi người. Tinh chuẩn. Ê nó nói gì làm như lượt sau sẽ có 3-4 món vậy trời. Bốn món gì vậy? Bốn vòng chứ. Kể tới 7 món hả? Cái này maybe. Cộng 4. Maybe. Check. Đây trước. Đây mày vô gì? Rồi đó mày bỏ ha. Rồi tới mày. Nếu như bên Genshin cũng có cái gọi là nút bỏ thì hay ha. Rồi.
rất nhiều tinh thông. Nãy giờ cái cô biết băng các bạn phản ứng được, nhưng mà các bạn chơi tinh thông hơi nhiều á. Mém lộn nhìn cái màu nó giống nhau. Không, ý đó là biết là phản ứng được á, nhưng mà nãy giờ bị dính cái mát hơi của Navida đó, hơi nhiều vài trăm tinh thông rồi đó. Sao nó lại ngự ta, buồn ghê chứ. Lông hơi nhiều. Tinh mới nói luôn. Gì vậy? Sau video này thì thằng bạn mình nó sẽ chuyển sang cái này thì giữ, nhưng mà anh cứ nghĩ là không nâng nha. Nghĩ là nâng mà không xài, nâng thử không xài á. Thằng bạn mình nó sẽ chỉ sắp sửa chuyển sang chơi Ayaka bốc hơi. Có khi nào miếng hai băng anh vô chơi tan chảy không ta? Từ đi ốp, nó lộn tan chảy rồi. Tại cái này bỏ, ok. Còn hai dòng phòng ngự nữa. À, ba dòng cái đi. Khi nào được cái ly ba dòng là bốn dòng luôn. Ok, cái này bỏ. Còn min nữa. Ừ, min thì bỏ. Hợp lý, rồi giờ tới cái này trước đi. Cái ba dòng trước đi. Cái tỷ nó 35 sát thương bạo lại hơi kỳ. Vô. Ý em là thôi đừng, chúng ta không nói gì về chuyện đó. Giờ chúng ta coi thử cái double min này, nhưng mà nó có 4 dòng. Coi như thế nào. Thử nước nè. Mình đập mấy cái cộng 18 đi. Ừ. Ai và lý thuyết là lên được đó. Thì về lý thuyết là đang mạnh đó, chứ không phải là lên được đó, là đang mạnh luôn đó. À rồi thôi bỏ ha. Suy nghĩ được nha, ơi. Suy nghĩ hả? Suy nghĩ được. Ừ thôi. Ra vô tinh thông cầm này được nha. Nha. Thôi, cầm thì, được thì, á. Ừ thì cũng được. Mặc dù nó hơi ma giáo chút xíu nhưng mà được á. Rồi chúng ta tới bằng rồi đó. Thì nâng lên là vẫn là nâng lên rồi đó, nhưng mà nãy giờ không đúng với lại kế hoạch cho lắm. Tao tính ra là về mặt chỉ tiêu là cái nón nó được nâng cấp rồi đó. Ừ thì đúng là cái nón được nâng cấp rồi, nhưng mà nó lần đầu tiên không, lần thứ hai không có gì nha. Ừ chúng ta tới rồi à. Ừ tới rồi. Ủa 6 nón à. Bây giờ không thấy cái đồng hồ hay cái ly on set nào á. Tại sao thêm cái thảo on thêm cái thảo nữa vậy trời. Rất dòng tuyết ghê. Okay, có cái lông mà có đúng một cái thôi hơi buồn. Thêm lần nữa đi ha, cho nó có cho làm lần cho gì lẹ. Bỏ cái đó bỏ. Cái này giữ này đã. Bỏ. Chuẩn bị đi, các bạn sẽ thấy anh vô chơi. Rồi còn cái này nữa. Ê, ly bán kìa. Ừ thì nó on-set thôi. Ly bán on-set, vậy 4 dòng thì có thể chơi được. 4 dòng thì có thể xử lý được. Ừ, nếu mà nó ổn cũng được. Về lý thuyết là được. Cũng giống như là về lý thuyết là chúng ta chỉ cần một roll. Và lý thuyết chúng ta chỉ còn một rồi, nó có 6 rồi 5 ha. Ok. Cũng không anh thấy mà. Là lý thuyết mà đã tỷ lệ sát thương thì đừng có all in á. Ừ. Cái lý thuyết đó đang đúng á. Ừ thì lát lần ừ thì thử test nước 3 lần thì nó đúng rồi đó. Giờ còn kỳ này nó min luôn á chứ. Thế nên vấn đề là vẫn tinh thông mà rất nhiều tinh thông nha các bạn, đấy không, rất nhiều tinh thông luôn. Rồi giờ anh muốn nâng từ từ đúng không? Từ từ.
rồi chứ. Nó tự cứu bản thân. Ít nhất có được đúng không? Nó tự cứu bản thân. Ok. Dù nó không phải mắt cỡ cỡ kia nhưng mà nó vẫn được đúng không? Đó. MVP của những người được nâng cấp ngày hôm nay chính là Ayaka và những người bạn của cô ấy. Ayaka cũng có nâng cấp á nhưng mà không nhiều. Đây được, này để lấy được, này được. Lấy được luôn. Còn những người bạn của cô ấy thì được nâng cấp rất nhiều. Rồi nó mà swap hai dòng nó hay hơn không? Lấy anh nói là tấn công phần trăm hơn á, tấn công phần trăm. Hai. Nó vẫn win như hồi nãy. Ủa nó vẫn win, nó vẫn 10.9, mình thấy 10.9 hơi nhiều rồi nha. Ai tiếc thế nhở? Tiếc. Nó nẹ tới chết luôn. Dẫn 58 tinh thông. Ê. Vậy là hôm nay chúng ta rút ra bài học là những cái có tinh thông chúng ta chưa nên nâng. Lần này thì nó né tinh thông kìa. Được. Tiếp tục. Thì nó lần này thì nó né tinh thông kìa. 11-26 thì nó ngang với cái kia đúng không ta? Từ. Mình chưa có 11-26. Mình chưa có 11-26. À nhưng mà cái này thì... Và mình cũng chưa có. Thôi. Dư nạp rồi mọi người, dư nạp rồi. Không có thiếu nạp. Thiếu nạp thì lúc đó tính sao. Ê, hơi nhiều tinh thông mà nó thiệt luôn á. Ừ. Thì em nhớ là cái lời nguyền của sếp này là cái thứ không cần là tinh thông nhưng mà nó ra tinh thông á. Nhớ là vậy. Ê. Cái ly gì vậy? Ê. Khoan, chút tồ mắt đây. Cái này lời của anh là mơ. Rồi, em nhớ. Ok, rồi, nâng thôi. Cái gì đây? Em thấy chưa? Đó, cái nãy giờ cái này chưa thành công lắm mà mọi người. Chúng ta sẽ thử lại. Rồi. Cái này trước đi. Nó trước đi. Mình lấy sát cộng 4 mới lại có nhiều sát cộng 4. Cho cái sát cộng 6 luôn này. Còn. Rồi bỏ. Rồi. Ok, mọi người hãy nhớ này. Nhớ lời của anh nha Hào. Ôi nè. Tiếc nhờ nhưng mà cũng được. Cái dòng ngữ tiếc thật. Để coi nó có cái nào anh xét chưa. Okay. Giữ được. Thị thảo bằng. Thị thảo bằng. Anh này bằng mình nè. Lý ý cái này bỏ này. À cái này bỏ sẵn rồi. Ok. Được cái đi bằng offset ha. Chúng ta nâng cấp được. Giờ thì cái lựa chọn offset nằm ở việc thật ra là không tính là nâng cấp nhưng mà ý là ok có lựa chọn. Ừ. Tại vì kêu gần 40 CV lần. Ok, lần này là cuối cùng của 700 thánh di vật ha. Let's go. Nó lèn cái cuối cùng để vô thử sức rồi. Thử ha. Riêng cái này Odin đi. Ừ thì thôi, xong đi cho nó hết. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết rồi mọi người. Bệt mỏ quá rồi.
Ừ, mà nó lấy hết.